choáng với cuộc sống xa hoa của năm hoàng gia giàu nhất thế giới, đi du thuyền ở nhà giác vàng. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới còn tồn tại hoàng gia đều đi theo chế độ quân chủ lập hiến, tức là hoàng tộc chủ yếu mang tính chất đại diện và ngoại giao. Tài sản của các hoàng gia thường đến từ việc kế thừa và một phần thuế người dân đóng góp. Sở hữu khối tài sản gây choáng và có lối sống xa xỉ bậc nhất, năm hoàng gia dưới đây nghiễm nhiên được mệnh danh là những hoàng tộc giàu có nhất thế giới. Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Theo ước tính của trang Grand Finance, khối tài sản của hoàng gia Ả Rập Xê Út sở hữu có thể lên tới 1.400 tỷ USD. Số tiền này nhiều gấp 16 lần so với con số 88 tỷ USD mà hoàng gia Anh đang nắm giữ. Ngoài những nhân vật chủ chốt như quốc vương Salman bin Abdulaziz Ansar, thì nhiều thành viên hoàng gia khác cũng đều là tỷ phú. Tuy hoàng gia Ả Rập Xê Út khá kín tiếng, nhưng dân chúng vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh các thành viên có lối sống xa xỉ tại cung điện, dinh thự đắt đỏ hay đi máy bay riêng. Minh chứng rõ ràng nhất là thái tử Mohammed đã từng chi gần nửa tỷ USD, hơn 10.000 tỷ Việt Nam đồng để mua tranh của Leonardo da Vinci. Hoàng gia Qatar. Tại Qatar, gia tộc Thani đã có quyền cai trị từ giữa thế kỷ 19, hiện có khoảng 7.000 đến 8.000 thành viên. Đức vua của quốc gia này là Tamim bin Hamad Al Thani lên ngôi vào năm 2013. Theo nhiều nghiên cứu, hiện nay gia tộc này đang kiểm soát khoảng 335 tỷ USD tài sản quốc gia và sở hữu nhiều du thuyền, máy bay, resort cao cấp, vệ tinh ngoài vũ trụ. Trong đó, quỹ hoàng gia Qatar có quyền quản lý nhiều tài sản danh tiếng ở thủ đô London Anh, gồm các tòa nhà chọc trời Shoreditch là Olympic hay Bách khoa Harrods. Quỹ cũng có lượng cổ phần khá lớn tại tập đoàn tài chính Barclays, tòa nhà Empire State ở New York, nhà sản xuất xe Volkswagen và tập đoàn trang sức Tiffany & Co. Vào tháng 8 năm 2020 vừa qua, gia đình hoàng tộc Qatar từng gây chú ý khi sắm siêu thuyền The Qatara giá khoảng 412 triệu USD, tức gần 10.000 tỷ Việt Nam đồng. Được biết, đây là một trong những chiếc du thuyền đắt đỏ và thượng lưu nhất thế giới hiện nay. Hoàng gia Abu Dhabi. Gia tộc hoàng gia Abu Dhabi được biết đến với tên gọi là Nahyan. Đứng đầu hoàng tộc Abu Dhabi là tiểu vương Khalifa bin Zayed Al Nahyan, cũng là người giữ vai trò tổng thống của UAE từ năm 2004 đến nay. Giống như nhiều nước Trung Đông khác, gia tộc Nahyan gây dựng khối tài sản từ nguồn khai thác dầu mỏ khổng lồ. Từ những năm 1970 đến nay, hoàng gia này đã tích lũy được khoảng 150 tỷ USD. Bên cạnh đó, tiểu vương Khalifa bin Zayed Al Nahyan còn giữ ghế chủ tịch quỹ đầu tư Abu Dhabi, nơi quản lý số tài sản lên đến 875 tỷ USD. Trong đó có tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai. Hoàng gia Kuwait. Gia tộc Al Saban đứng đầu Kuwait từ năm 1752 đến nay và tiểu vương hiện tại của quốc gia này là Saban đệ tứ Ahmed Al Jaber Al Saban. Hiện gia tộc này có khoảng 1.000 thành viên. Tài sản của hoàng gia Kuwait chủ yếu kiếm được từ đầu tư vào chứng khoán Mỹ và phần lớn các khoản đầu tư đều có gia tăng chóng mặt trong nhiều năm qua. Năm 1991, tạp chí Time đã ước tính tài sản của hoàng gia Kuwait lên tới khoảng 90 tỷ USD. Các chuyên gia tin rằng tổng giá trị tài sản của hoàng gia nước này có thể tăng gấp 4 lần kể từ năm 1990. Hoàng gia Thái Lan. Tại Thái Lan, triều đại Chari đã trị vì suốt khoảng 236 năm và luôn nhận được sự tôn kính của nhân dân. Hiện nay, Maha Vajiralongkorn là vị vua đứng đầu quốc gia này. Theo Cục Tài sản Hoàng gia Thái Lan, hoàng tộc đang có khoảng 10 thành viên cốt lõi và có khối tài sản trị giá khoảng 60 tỷ USD. Những tài sản của hoàng gia Thái Lan gồm vô số bất động sản đắt tiền tại trung tâm thủ đô Bangkok và có nguồn cổ phần lớn trong nhiều khách sạn và tập đoàn đẳng cấp. Mỗi năm, các khoản đầu tư của hoàng tộc nước này có thể đem lại doanh thu khoảng 4 tỷ USD. Trên đây là năm hoàng gia có tài sản cực khủng khiến nhiều người trên thế giới trầm trồ và ngưỡng mộ. Bạn có cảm nghĩ như thế nào về cuộc sống của những hoàng gia này? Hãy bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.